Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ quay lại một video hướng dẫn cho các bạn cách bỏ thả tim bài viết trên Instagram nha. Thì đầu tiên các bạn hãy mở cái ứng dụng Instagram của các bạn lên. Tiếp theo các bạn hãy vào trang cá nhân của mình bằng cách truy cập vào biểu tượng avatar phía dưới bên phải màn hình điện thoại nha. Tiếp theo là các bạn hãy chọn vào cái phần ba dấu gạch ngang ở phía trên ở bên trái màn hình điện thoại nha, mình sẽ chọn vào. Rồi tiếp theo là mình sẽ chọn vào phần hoạt động của bạn. Tiếp theo là mình sẽ nhấn vào phần là lượt tương tác nha. Mình sẽ chọn vào cái phần lượt tương tác. Nó ở cạnh này. Nó ở đây. Thì mình sẽ chọn vào lượt tương tác. Tiếp theo là mình sẽ chọn vào lượt thích. Mình sẽ chọn vào lượt thích. Thì ở đây nó sẽ hiện ra tất cả những cái lượt thích của mình. Thì mình sẽ chọn vào những cái bài viết mà mình muốn bỏ lượt thích. Ví dụ như mình sẽ chọn vào bài này. Bài này. Tiếp theo mình sẽ nhấn vào bỏ thích. Mình sẽ nhấn vào bỏ thích nha. Rồi mình sẽ nhấn vào bỏ thích. Thì như vậy là các bạn đã bỏ thích bài viết trên Instagram rồi. Thì nếu mà các bạn có bất kỳ thắc mắc nào, hãy để lại comment ngay bên dưới, mình sẽ giải đáp.